Xuân năm nay chắc nhà mình buồn lắm, cửa trước vườn sau tiêu điều vắng lặng. Xuân đã về đây mà con mẹ đâu rồi? Lũng đoạn ơi, chơi lũng đoạn miếng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cha ca sĩ Võ Bé Chính nha mọi người. Tôi hết biết ca bài gì rồi mọi người ơi. À, cha. Giờ tôi ca về con vợ của tôi đi. Mọi người cũng thông cảm nha. Rồi vô. Cái hoàn cảnh của tôi gặp được con vợ tôi rất là diễm phúc. Diễm phúc. Ừ. Rồi. Cao thì không có mà lùn cũng chẳng không. Ừ. Nó nằm trung trung. Con người nó có. Rồi tiếp vô. Người ta nói rằng con vợ của tôi nó xấu như là con ma lanh gai quỳ. Còn riêng tôi thì tôi thấy con vợ của tôi nó đẹp tựa như thiên thần. Vô. Con mắt ốc bu cây bạc mặt nó chân dần. Cái môi nó tái tái như là con mắm trờ. Bày đặt ăn trầu cho vui đóng có quen. Lỗ mũi nó to hơn lỗ mũi kỳ lân. Còn răng nó xíu xáo tựa cái bù cào. Cái súng, cái lôi, cái thấp, cái cao. Hai hàng chổi nhau như hàng rào vừa tóc góc. Rồi. Bài nữa đi cha. Đi cái bài nãy đi cha. Hát lại cái bài nãy đi. Đúng rồi. Để lấy lại cho, lấy tinh thần nha. Trời ơi, phải con nó thương về nó cho con cục bạc cũng đỡ bắt nó đè đầu cho hát. Thôi bà con cũng ráng thương nha, bị gì nó cũng còn nghèo. Thấy nó nghèo lắm, chứ nó giàu nó cũng cho cha nó rồi. Chứ nó đâu đè đầu vào trong đấm bấm ca kiểu này đấy. Thôi mấy bà con cũng nhận xét nó dùm, thông cảm đi. Rồi, tiếp. Không, thú, không, thú, đăng YouTube là không, thú. Ừ. Chiều nay lên trời cao có mây đào vàng trên dây neo. Quê mù xa diêu viên mẹ ơi, xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc mẹ chiều nay đang tựa cửa đợi chờ. Ngày con ra đi có hẹn ngày trở lại. Đến mây đào vàng rụng trắng đây sân. Trời bây giờ thì trời đã sắp sang xuân. Con của mẹ vẫn đôi đường cách chờ. Ơi nhớ mẹ nhiều con không thể về thăm. Ơi nội nhớ mong nhớ mẹ nhiều tóc bạc màu xương trắng. Xuân năm nay chắc nhà mình buồn lắm. Cửa trước vườn sau tiêu điều vắng lặng. Xuân đã về đây mà con mẹ vẫn chưa về. Thập ba nén hương tôi khấn nguyện Phật trời. Lời gian dài cũng như lời tâm sư. Ông ơi Tết nhất mà con nó chẳng được về thăm. Nhà mình có con gà không dám mần thịt cúng ông. Để con nói về được vui say trong ba ngày Tết. Ngày quét bánh phòng, đêm canh nồi bánh tét. Chờ đợi mối mòn, con mẹ có về đâu. Vỗ tay, vỗ tay lắm. Được chưa? Hả thân rồi. Hả thân rồi. Xin bà con chấm dứt. Chấm dứt. Chấm dứt không ác nữa hả? Ôi, hết rồi, hết tuổi.